Còn đây là cái vàng khổ qua của Halina nè mọi người. Đó, khổ qua này năm nay Halina xin được giống khổ qua dài, trái rất là dài và đẹp nha. Năm trước Halina được ăn qua rồi nên Halina rất là thích trồng cái giống này. Nè, cuối cuối nếu không cuối là họ đụng hết đầu luôn nha. Cả nhà coi nó dài không? Xin chào cả nhà, chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay Halina đang đứng phía cái vườn sau của gia đình Halina, ở phía sau là cái giàn bầu cả nhà. Bầu thì bây giờ Halina mới cắt nó ít rồi, bây giờ thì còn những trái này là mình cũng cắt được rồi ha. Trái này thì Halina để giống này nha, cái trái mà dài nhất á, Halina để giống. Đây là giống bầu dài nhưng mà phía sau có trái thì nó ngắn, có trái nó dài, nó ra nó không được là như ý mình lắm nè. Nhưng mà nó rất là ngon cả nhà. Trái này là cắt được rồi này ha. Lát Hà Lê sẽ thu hoạch cái bầu này. Đó, ở đây là Hà Lê nè, có hai cái dây bầu nè. Đó, đây là một dây, đây là một dây. Đó, cả nhà thấy không? Còn đây là cái vàng khổ qua của Hà Lê nè mọi người. Đó, khổ qua này năm nay Hà Lê xin được giống khổ qua dài, trái rất là dài và đẹp nha. Năm trước Hà Lê được ăn qua rồi nên Hà Lê rất là thích trồng cái giống này. Nè, cuối cuối nếu không cuối là họ đụng hết đầu luôn nha. Cả nhà coi nó dài không? Nó rất là dài cả nhà, nó dài hả, phải hơn 2 gang tay, 2 gang rưỡi. Wow, đó chỗ nó dài lắm nè cả nhà, thấy không? Trái đùm 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 luôn. Đây, thì bây giờ hôm nay Hà Lê nè tính là sẽ quay cho cả nhà xem cái vườn với là mình định thu hoạch, nhưng mà nhìn khổ qua có vẻ chưa thu hoạch được đâu cả nhà ơi, nó cần phải xà trắng thêm nữa, nó sáng ra chút nữa. À, ngon quá trời luôn, quá trời luôn cả nhà. Đó, cả nhà có thấy không? Chiếc qua nè, nó dài lắm luôn, trời, mấy trái trong này nè mình mê luôn ha, nó dài phệt đất luôn rồi. À, cả nhà thấy không? Nè. Trời ơi, trái khổ qua này nhìn mê. Nó dài quá luôn á, không có có. Cái gì con? Dài đụng đất luôn rồi nè. À, trong này còn một trái trong này nữa nè. À, nếu cả nhà nhìn từ đây thì sẽ thấy có còn rất là nhiều những trái con nè, nhỏ nhỏ nhỏ. Nó đang ra nhanh lắm cả nhà ơi, sao ra nhanh quá trời luôn á. Spotty, you say stop. Đó, nó ra là nó đã dài rồi nha. Nè, nhanh chút xíu đã dài rồi. Đó. Nhìn mê luôn ha. Nè. Trời ơi, cái này trên này nhìn nó hả, rất là đẹp luôn. Halina thấy nó đẹp quá, Halina hả không nỡ ăn luôn á. Ồ, cái trái này ra sao bị cong nè. Trời ơi, đã. Ở đây đó nè, đã ghê không? Nó còn ra nhiều đọt lắm á, mình lấy lên nữa vẫn rớt xuống nè. Trời ơi, đọt quá trời đọt luôn. Phải bắt nó lên lại. Bắt lên cho nó ra trái. Có nhiều ong quá. Đó, nhà thấy không? Cái trái này nó dài lủng lẳng. Đây, trái trong này thì nó trái này trái đầu tiên, hay là tính để giống trái này nè. À, không thì để giống trái bên này cũng được. Nó bự quá luôn á. Trời ơi. Không giống gì đâu mà nó đã. Đã quá trời luôn. Cái dây vàng này đáng lẽ Hà đi nè, không có tính trồng khổ qua, ai ngờ nó lên. Nó lên xong mình mới lấy dây mình giăng cho nó, chứ chỗ này không có cái vàng cả nhà, không có cái vàng. À, mình với ông xã mình á, bắt dây giăng giăng giống mạng nhện vậy nè, mượn tạm cái đỡ của thanh long để giăng qua. Đó, mọi người trái ra nhiều không? Wow, đẹp, cả nhà thấy đẹp không? Đẹp lắm luôn á, mình á, thích hay là thích thương gì đâu luôn. Trái nhiều thiệt luôn á. Cả nhà coi cái vàng mướp đắng Hà Lý này nè. Đứng ở đây cả nhà xem nha. Đó, đây là cái vàng mướp đắng.
Đó. Từ từ nó còn bò ra nữa. Mình cứ tưởng là nó không bò ra, người thấy nó càng bò. Yes, nó càng bò ra nên Hà Ly nào mới bắt thêm vàng cho nó. Trái nhiều quá trời luôn, nó còn ra trái nữa nha. Còn đây là cái cây mướp, hai dây mướp của Hà Ly nè. Mướp này là mướp ngọt. Mướp ngọt thì bây giờ đang bắt đầu ra trái thôi. Hả? Ra mấy trái mới trổ bông. Ủa? Trái trổ bông rồi nằm đó à? Ở trên này hả? Sao nằm dịu lên trên vậy ta? Nằm xuống như vậy có trái. Hả? Mướp. À, khổ qua cũng lên trên nhà mướp này luôn. Hả? Cả nhà thấy không? Mướp thì ra hơi trễ tại vì cái chỗ này nó bị khuất nắng, không đủ nắng. Sau khi hả nó ra được nắng rồi nó mới bò lên nè. Đó. Rồi trong mướp nó bò ra hết cái vàng cho đẹp đi. Đó, thì bên này là vàng bầu. Bầu ra rất là nhiều trái con nhưng mà nắng quá nó thui hết nè, nó thui giống vậy nè. Rồi còn mấy trái bầu bự cho lá luôn. Cái này bự rồi. Dễ thương quá. Ở đây thì có cái lựu nè. Mấy cái lựu, trái lựu. Đó. Trong cái gai của Hà Ly nào không có chui vô. Đó. Sao không biết sa bầu á, đậu ít quá. Đi cho cả nhà đi xem nha. Đây là hoa thanh long. Nó nở rồi, bây giờ nó ngủ. Bạc hà nè. Đi coi hồng nha. Hôm nay tính thu hoạch đó là rau với là bầu bí vậy đó, bầu mướp là bầu ngót, trời ơi, nó gãy nè cả nhà ơi. Nên Hà Ly này phải cắt hết cái đám này, mướp nè, ớt cũng là chín hết luôn. Trời ơi, mấy chó nó phá cái rau cuối của Hà Ly nè, chết cha. Chó sao mà phá quá cả nhà ơi, uổng cái rau quế quá trời luôn nè. Trời đất ơi, mấy chó phá quá mà. Khổ ghê luôn á. Đã trồng trong này còn bay vô phá trọ mấy cái bụi rau của Hà Ly nè. Mấy bụi rau chua. Ai, mấy em chó này phá quá. Phá quá đi thôi. Mấy cà chua này không thích nó nhổ bỏ đi. Tại vì mình nhiều cà chua rồi đó. Mấy này bỏ lên nó bự lắm. Mình không có cần nữa. Nè ớt này cả nhà. Cái bụi mía. Hồng thì rất là nhiều trái ha. Nhưng mà thấy năm trước không bằng năm trước đâu. Năm trước nhiều lắm luôn á. Hồng trái từ dưới đất lên ha. Đây là cái mận nè. Đó. Bây giờ thì Hà Ly nè đi cắt bộ ngót nha cả nhà. Ở đây thì mấy búp thanh long đang nở này cả nhà. Thanh long nó đang ra bông ha. Ở trên này cũng vậy nè, nó đang ra bông. Đây là búp thôi. Đang búp nhìn rất là dễ thương luôn. Đây nữa nè. Mà nắng này á, sợ nó thui đi á. Cái nhánh này cũng ra búp hết á. Đây nữa nè. Mà búp vậy á, sao nó cho nó xuống đây đi. Nó đè mấy cái cây khác không có có sống được. Thanh long mà đi nè, sao nó vàng quá cả nhà ha. Ở nhà không dám tưới nước, chỉ có nước nó ăn ké của mấy cái cây xung quanh với gốc cây đó thôi. Cái con chim này dễ thương quá. Ngoài vườn á, chim hót líu lo suốt ngày luôn. Vì vậy nên Hà Ly nè mới thích ra vườn nhiều là vậy đó. Mấy cái cây hết đất trồng rồi phải trồng trong chậu vậy đó cả nhà. Đó, mấy cây dâu. Dâu nó cũng chín rồi. Nay mai Ly nè tính mua giống dâu mới về trồng. Mấy con gì ăn hết nè. Giống dâu mà Hà Lan hay gì á. Nhỏ nhỏ nhưng mà ngọt lắm nha. Ngọt lắm luôn. Rau răm.
rau răm, bên này cà chua chín gốc đúc nhúc bên trong đỏ đỏ rồi kìa cả nhà. Trồng 3 bụi. Ở trước thêm 3 bụi nữa. Ăn không hết á. Cái này để ít bộ phần nó chuẩn túi đây nha. Túi thôi. Úi, bụi quá mà dài ghê không. Cả nhà ơi, đây là mới 2 bụi thôi nha. Nè, 2 bụi dùng ngót. Rồi, 2 bụi dưới đã luôn. Mất hình này đi ra đằng kia. Này cả nhà, đây là 2 bộ ngót mà Hà Ly nè hả mới thu hoạch xong. Cái này thì mình phải tuốt ra, mình rửa sạch đi rồi mình nó hả mình bỏ vô ngăn mà đá đó, mình ăn rồi nấu ăn cái nào mới nhọn ngăn đá. Hôm nay Hà Ly nè cũng có chia cho bạn bè đó mà bây giờ nhiều quá ăn không hết đâu, mình nó hả sẽ bỏ vô ngăn đá. Rồi đây Hà Ly nè đã đứng này giờ cũng qua tính không này thu hoạch khổ qua luôn, nhưng mà thì là thấy nó vẫn còn xanh này, nó chưa có chuyển, chỉ có 1-2 trái này thì nó chuyển màu thôi nên nó hả chưa có đủ. Anh nhà sẽ đợi thêm ha, đợi thêm vài hôm nữa đi đó. Đợi vài hôm nữa rồi mình thu hoạch luôn. Lina cũng xin dừng video tại đây nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem video hôm nay cùng gia đình Lina. Và nếu mà cảm thấy những cái video của gia đình mình thì cả nhà đừng quên bấm like, share hoặc là đăng ký kênh để ủng hộ cho gia đình Hà Ly nè nha. Và bây giờ xin chào tạm biệt mọi người. Bye bye. Bye bye. Aiden bây giờ đang giúp mẹ tuốt ra bồ ngót này cả nhà ơi. Yeah, đi. Ừ, đi. Rồi con ngồi xuống đây con tuốt, tên đỏ lắm. Ừ không sao, khi mình ăn được con, bỏ ăn được bỏ vô. Đúng rồi, ngồi xuống là nó bay lá con. Đúng rồi, con ngồi xuống. Mày đừng giỏi quá ha. It's okay.
Ở đây tú được nhiều quá, cả thao luôn rồi. Mệt không con? Có khó tú không? It's hard or easy? It's hard or easy, baby? But you can help me. Oh, okay.